Thì trong sách giáo khoa của chúng ta có phần nội dung liên quan đến câu hỏi và đề thi tuyển dụng. Thì mời các bạn về các bạn luyện cho tôi đề thi tuyển dụng này. Và một trong những cái kiến thức mà chắc chắn các cái kỳ thi liên quan đến công chức thuế, đại lý thuế hoặc là kỳ thi để chứng chỉ hành nghề ấy, người ta sẽ hỏi đó chính là nội dung liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Được chưa ạ? Đấy. Thì ví dụ như trong sách này của chúng ta, tôi cho chúng ta một cái ví dụ ở trang số 185 về cái đề thi công chức thuế miền Nam này này. Các bạn sẽ nhìn thấy đây này. Đấy. Trong sách của chúng ta các bạn sẽ thấy là chúng tôi có một cái ví dụ về đề thi công chức thuế miền Nam. Thì người ta cũng cho chúng ta cái dữ liệu về doanh thu và chi phí của một cái doanh nghiệp, đúng không? Và để mà cái yêu cầu bài này là tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ. Thì để tính thuế được của chúng ta thì chính là việc mà chúng ta phải vận dụng các cái kiến thức chi tiết ở đây để các bạn ứng xử vào trong quá trình các bạn làm nhá. Thì tôi sẽ cho chúng ta cái hướng để các bạn làm, thì mời cả lớp xem cho tôi một cái hướng này như này. Đấy. Thế thì thực ra cái bài này là tôi đã làm mẫu cho chúng ta về cái cách để chúng ta trình bày rồi. Thì khi mà đi thi thì gần như là các bạn cũng dựa vào cái cách điều chỉnh như này để cho các bạn thực hiện làm thôi. Các bạn sẽ nhìn này. Đấy. Theo đúng với cái logic mà chúng ta thấy là tôi vẽ cho chúng ta cái bảng thế này này. Các bạn xác định được doanh thu chi phí trong mục đích kế toán. Các bạn điều chỉnh các khoản chi không được trừ trong mục đích thuế chẳng hạn. Sau đó các bạn sẽ ra được doanh thu và chi phí trong mục đích thuế. Đúng không? Và với doanh thu chi phí như vậy thì các bạn sẽ tính được thu nhập chịu thuế. Sau khi bù trừ với thu nhập miễn thuế và lỗ kết chuyển thì các bạn ra thu nhập tính thuế và sau đó các bạn tính thuế bình thường. Đấy. Thế thì câu chuyện đây là tôi sẽ cho chúng ta cái format để làm bài này nhé. Cả lớp lấy cho tôi cái format này về. Thì kể cả là với những cái kỳ thi khó hơn thì các bạn cũng làm cho tôi một cách tương tự như thế này ạ. Số này lớp mình đồng ý chưa? Đấy. Thì đây chính là cái nội dung liên quan đến cái phần là thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì tôi kết thúc cái phần giảng về thuế thu nhập doanh nghiệp như này nhá. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái nội dung mà rất là quan trọng, cũng như là gần như cái doanh nghiệp nào cũng là phải đối mặt với một cái thử thách này. Đấy. Nhưng mà thực ra thì